quý vị, trước tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, các lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương đã tăng cường phối hợp thanh tra kiểm tra nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp cố tình vi phạm, qua đó đảm bảo đường thông hè thoáng, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm là hoạt động được đội kiểm tra liên ngành phối hợp cùng chính quyền phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thực hiện để chấm dứt tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Những cái trường hợp mà mới vi phạm thì những cái việc này thì sở cũng đã chỉ đạo coi như lực lượng thanh tra là kịp thời coi như lập biên bản xử lý vi phạm. Đấy, và coi như căn cứ vào chức năng thẩm quyền thì chúng tôi đã ban hành cái quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính. Còn việc thực hiện coi như buộc coi như phải khắc phục hậu quả thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cả coi như ủy ban các huyện để coi như xử lý và yêu cầu coi như người vi phạm phải coi như khắc phục coi như cái hành vi khắc phục những hành vi vi phạm. Trong trường hợp thì không chấp hành thì phải thực hiện cái biện pháp cuối cùng là thực hiện cưỡng chế những hành vi vi phạm. Tại huyện Điện Biên, tình trạng các hộ dân lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông làm nơi kinh doanh buôn bán diễn ra khá phổ biến. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền các xã cũng đã tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh, tiểu thương buôn bán tại các chợ tạm và chợ cóc. Chúng tôi đã tuyên truyền kết hợp với đội thanh tra giao thông qua đường bộ 12 này thì cũng đã tuyên truyền cho bà con đã hiểu được không vi phạm những hành lang để nó ảnh hưởng đến giao thông, người dân đi lại cũng là khó khăn. Qua đó thì chúng tôi tuyên truyền là cũng là người dân cũng có ý thức là không để gây là chỗ xâm phạm đến hành lang giao thông để đảm bảo xe đi lại là thuận tiện hơn. Ngoài sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các lực lượng chức năng trong việc xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, mỗi gia đình, mỗi hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm hành lang, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.